thích à, thích quá hả? Ở đây thì mình có thể đứng gần để nhìn gần hơn nè. Ủi cái bông nó to ghê luôn ha. Rồi ha, người ta hái người ta ăn hết chưa? Đây nè. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại với kênh Cốc. Hiện tại thì mình đang đứng tại công viên Ugeno và ngày hôm nay thì Ốc đến đây để ngắm hoa sen. Hoa sen thì nó đã bắt đầu nở từ hồi giữa tháng 7 rồi cả nhà, nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới có dịp đi đến đây ha. Mời cả nhà mình cùng vào trong để mà đi xem là hoa nở tới đâu rồi, và cũng như là ở bên trong này có những cái lễ hội gì nha. Mình thấy trong đây người ta có bán đồ ăn á cả nhà, hầu như là người ta sẽ bán suốt mùa hè luôn, bởi vì người ta, khách du lịch sẽ đến đây tham quan rất là nhiều á, nên là mời cả nhà cùng vào trong đó với Ốc nha. Đi thôi. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đi theo cái con đường này và mình sẽ đi xem thử xem là hoa sen nó đã nở tới đâu rồi ha. Hiện tại thì mình thấy lá rất là tươi luôn và có bức sen rồi nè. Nhưng mà mình nghĩ sẽ lá nó sẽ nhiều hơn là hoa sen á cả nhà. Ở đây có mấy cây liễu mát quá ha. Đây nè. Một màu xanh đẹp ha. Tính ra hoa sen cũng nhiều. Ở trong màn hình không biết cả nhà có thấy không, chứ ở ngoài nè, hoa sen nó bị chen với cái lá hết rồi. Cái lá chen tốt quá nên lá chen hết trơn à. Chắc là ở khu bên kia chắc nhìn rõ hơn á. Nay năm nào cũng như năm nấy là cứ đến mùa hè là ha, sen nó lại lên tươi tốt như thế này. Và mùa đông thì là nó trơ trụi hết. Mấy cái búp sen á, nó chèn vô cái lá hết trơn ha. Thấy không? Vậy đâu có thấy sen nhiều đâu. Đi, mình đi qua bên kia thử. Đây, mọi người mặc yukata để đi chụp hình sen rất là nhiều ha. Bên kia cũng có bán đồ ăn bên kia nữa kìa. Ồ, cái lá sen đẹp quá ha. Lâu lắm rồi mới nhìn được cái lá sen ngoài vậy luôn. Đây, hoa sen thì nó chen với có những cái nó nở sớm á, giờ nó có cái ấy rồi kìa. Cái gì, cái dồi hả? Cái đó ạ. Bảy. Hộp sen. Cái dồi sen nó có cái hộp sen. Quên mất gọi là cái gì. Trời nóng nực mà nhìn thấy một cái màu xanh như thế này. Cái bông nở có vậy thôi vẫn thơm ghê ạ. Đứng ngồi nghe thơm mùi sen không nghe hả? Có đâu, nó đem ra làm chiến thuật á. Thì mình cho rồi, hồi nãy mình cho trong lúc đang biểu diễn rồi. Ồ, cái hồ sen rộng quá à. Chiến thịt rồi á, tập kỹ rồi cầm cái gỗ đi trên tiền á mới được. Rồi tới mùa đông là chết hết không? Mùa đông thì nó tàn, cái bắt đầu nó rụng mấy cái hộp ở dưới á. Cái bắt đầu nó sống lên lại nữa, lên riêng hoài vậy á. Chết xong mấy cái này người ta đem tao nhỏ lên hả? Hả? Ta không, để... người ta để nguyên vậy luôn. Người ta nguyên vậy nó sẽ bùng không cũng phải được. Ừ, vậy mà nó chen chút nhau lên á. Nhưng mà em nghĩ là chắc có người dọn á, tại vì cái hồ mùa hè á, nó đâu có mấy cái cây này đâu. Cái kiểu nó cũng có những cái cây chết nhưng mà nó nhìn nó gọn á, mà chắc có người dọn ha. Rồi vậy mà cứ lên hoài vậy á là nó tự nhiên vậy luôn. Ở dưới này cũ luôn nhiều mà. Hồ sen rộng ớt. Thì mình đi ngắm hoa đào sao nó y vậy á.
ở bên khu bên kia là lễ hội, bên đó người ta treo chuông gió đồ á, dần đi qua khu đó. Ủa, cây gì đẹp ha? Cây này không phải cây liễu ha, cây này cái gì ta? Mà mát thì mát ha. Cái khu này là cái khu em cho chim ăn nè, khu chim hải âu à. Bồ câu hả? Đây là cái nha, những cái ngót ăn nhau cả, những cái dồi sen, trời ở trong đó có nước hộp rồi đó, quá trời luôn. Những cái nào già thì nó đã rụng hết rồi. Vậy là ở đây là hoa nó cũng đã tàn nhiều rồi. Lý do là mình thấy nó rất là nhiều cái dồi sen rồi. Này cả nhà ơi, những cái lá sen rất là to luôn. Không biết mình có được đụng không? Chắc là không sao. Nhìn như vậy nhớ hồi nhỏ cả nhà. Cái ở vườn nhà nội mình thì cũng có một cái, cũng có hồ sen như thế này nè. Rất là thích hái cái lá sen để làm cây dù. Vào trong cái con đường này là người ta bán đồ ăn ở trong này. Nó diễn ra suốt một mùa hè. Khoảng lối tháng 7, tháng 8 vẫn còn ha. Đây cả nhà, ở đây người ta treo chuông gió rất là nhiều luôn nè cả nhà. Ồ, gió mát quá. Qua. Thích à, mát quá à. Ở đây thì mình có thể đứng gần để nhìn gần hơn nè. Ủi cái bông nó to ghê luôn ha. Rồi ha. Ồ, to. Lá tốt nè. Lá tốt sợ. Người ta cũng chặt bớ luôn nè. Mấy cái ngồi sen gần gần người ta hái người ta ăn hết trơn. Đây nè. Oh.
mình đi buổi chiều như thế này thì sẽ mát hơn ở nhà, hoặc là đi buổi sáng, buổi trưa thì rất là nắng luôn. Hiện tại mùa hè thì khoảng 5-6 giờ sáng là nắng nó đã lên rồi. Và thật sự rất là nóng. Đi bây giờ này nó vừa chuẩn. Đây, cái vị trí này. Nhìn cái bông sen nhìn giống cái con cái chùm sen trùng vậy ha. Có nhiều người ta sợ đó. Này cái gió để quanh năm luôn. Không, cái mùa sen này thôi. Còn mùa đông thì nó hanh, nó khoái rồi mà nó không cho vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn ghê ha. Có nhiều người người ta sợ cái đó đó. Mát quá ha. Có một nguyên có một cái màu xanh là thấy nó mát. Ai hát cái gì vậy trời? Vậy hả? Câu lạc bộ gì á? Lá nó nhiều quá, nó chen hết hoa rồi. Với lại một phần nữa là chắc kiểu như nó tàn bớt á. Tại vì nó ra cái dồi sen nhiều. Tốt quá ha. Ôi ôi, cái lá sen nó tốt. Quá trời to. Ha. Ừ. Hồi nhỏ chuyên gia bức cái trời nắng. Hồi nhỏ chuyên gia lấy của bà nội làm cái dù. Cái sông á, cái độ nước ở trên á đi làm cho nó tổ tổ ra làm mưa. Rảnh. Hồi nhỏ rảnh. Cá. Đắp. Ui, cá. Trời ơi, quả trời cá luôn. Ủi đem thui ha. Con nào con nấy to kinh. Cá này chắc hơi rong lắm chẳng hả? Ôi quá trời. Đã quá ha. Cá này phải có màu cho nó đẹp. Đen đen. Ủa ngay chỗ này mát. Ngay chỗ này mát. Cái hồ sen ở đây rất là rộng luôn. Đây, bên đây là các cái hồ đập dịch. Bên đây là hồ sen, đây là hồ đập dịch. Còn mùa hoa anh đào thì mình đi giữa hai cái này mình ngắm hoa anh đào. Đây. Hồ Việt mát ha. Hồ Việt đập quanh năm, mùa đông mùa hè cũng đạp hết. Ở Eno này chơi được quanh năm mà. Mùa nào cũng chơi được. Bữa nay thứ bảy á, mọi người nghỉ nè, đi chơi. Mát quá. Trời nắng nóng vô trong đường này mát. Bộ câu ở đây dạng quá ha. Gù máy, gù máy. Chạy rồi. Em đi xa rồi.
đây bồ câu dạng ghê. Ừ, gió mát quá. Hả? Phải mình sở hữu nguyên cái giường về bán cà phê em ha. Đẳng cấp luôn. Lúc đó là nhân viên phải có micro. Hả? Cái bộ đàm. Ừ. Vô cửa là phong cảnh trước. Phong cảnh ở đây quá hữu tình, này mở quán cà phê là ngon lành luôn ha. Đây là nói kiểu vậy thôi. Quá trời đẹp. Không chảy nhựa, chảy nhựa hết luôn. Đấy, chị hai con tác làm xung quanh treo chuông gió hết. Ừ. Cà phê cuối tuần cho thuê bãi làm picnic đồ, nướng thịt đồ. Ngon. Ở đây hình như không có. Nè cái đường này là bên trong đó là công viên cái gì sở thú. Ồ, nó bay lên cái cây á hả? Hôm nay mình đi thì hoa sen nó nở ít đó cả nhà. Đa phần là mình thấy lá nhiều hơn ha. Nhưng mà cái cảm giác nó thư giãn rất là nhiều luôn. Bởi vì trời mà nắng nóng á, mình đi mình gặp những cái tà lá xanh như thế này rất là mát. Đây, lá quá là trời to. Đi anh em mình đi ra. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đoạn bên đường bên này một tí xíu nữa rồi mình sẽ kết thúc clip của mình ở đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip sau nè. Con gáy á, với con một câu rất giống nhau luôn. Con đó là đòn cái chỉ có một người đàn tình thôi. Nghe ha. Con cũng chết rồi nói vậy luôn. Nó đập đầu chết á. Thế hả? Ừ. Hôm nay giống gì nhỉ? Nó liền liền nha. Hả? Đây đi bên này có sen nè. Con é gì nữa. Vậy á. Ôi thơm nhang quá, ở đây có một cái đền đó cả nhà. Cái đền trong công viên này nó đóng cửa rồi. Chỉ được hấp hương ở bên ngoài thôi. Đây. Chỉ hấp hương ở bên ngoài thôi, rất là thơm nhang luôn. Đây bây giờ mình ra hết cái đoạn đường này là hết một vòng của hồ sen. Hiện tại là mùa hè rồi cho nên là dê nó kêu rất là nhiều. Tháng 8. Ừ, ngay chỗ này đẹp quá nè. Ngay chỗ này sen còn nhiều nè. Ha. Ngay chỗ này bông sen mình còn thấy nhiều được nè. Ở bên kia không thấy. Ôi, đá.
Đây, ở đây sen còn thấy hồng kìa, hồi nãy bên kia hết trơn. Mình xin kết thúc video ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nha.